Bạn đã nghe về livestream bán đồ gia dụng, máy giặt, tủ lạnh các thứ. Đây là bộ phim về ông này livestream bán hàng nhưng mà là bán cổ phiếu lùa gà luôn cho nó giàu hẳn. Mỗi tội là lùa gà ác quá, động đến bát cơm nhà người ta nên là bị gà đến tận nơi lùa lại. Ông dẫn chương trình có an toàn rời phòng ghi hình hay không thì tất cả sẽ có trong video recap phim Money Monster. Và video này được mang đến cho bạn bởi content sang sung và giọng đọc vui vẻ để chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment bên dưới. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Phim mở đầu với buổi ghi hình trực tiếp của một kênh chuyên phân tích và đưa ra những ý kiến chuyên môn về thị trường chứng khoán của các công ty. Và trong chương trình hôm nay, người dẫn chương trình đang đưa đến cho người xem những thông tin cần thiết về cổ phiếu của công ty Ibis. Theo như lời của ông ta thì người chơi chứng khoán nên móc hầu bao ra để đầu tư mạnh tay ngay lúc này, tại vì tình hình làm ăn công ty đang đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, kèm theo đó là giá cổ phiếu cứ thế mà tăng nhanh một cách chóng mặt. Những thông tin độc quyền này được người dẫn chương trình mang đến người xem thông qua chương trình tin tức tài chính có tên là Money Monster. Sắp tới thì chương trình của ông Lee muốn mời Walt Camby, vị CEO của công ty Ibis, để có thể thực hiện một buổi phỏng vấn độc quyền. Tuy nhiên, có thể vì công ty đang làm ăn thuận lợi nên là vị CEO không thể tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp được, nên đã cử Diane Lester, người đang giữ chức vụ giám đốc truyền thông, để thay mặt công ty thực hiện buổi phỏng vấn. Sau khi đã nhận brief với bên biên tập thì ông Gates đã nắm rõ thông tin về người mà mình sẽ trao đổi trong buổi ghi hình tiếp theo. Ngoài ra thì bên biên tập cũng muốn bàn với anh một số chủ đề cũng như là ý tưởng về câu hỏi phỏng vấn với Lee. Với sự tự tin sẵn có thì Lee nghe sơ qua đã có thể biết mình cần phải hỏi gì và nói gì trong cuộc trao đổi sắp tới với bà giám đốc truyền thông của công ty Ibis. Như mọi chương trình truyền hình khác thì buổi phỏng vấn sẽ diễn ra online trên nền các con số chứng khoán được cập nhật liên tục. Trước khi ghi hình thì mọi người thường có vài giây để chuẩn bị cũng như là xã giao vài câu. Lee thì đang tỏ ra khá cáu kỉnh khi mà ông Walsh từ chối lời mời phỏng vấn rồi lại để giám đốc truyền thông đi thế mình. Nhưng mà buổi ghi hình phải được diễn ra đúng lịch trình nên là Lee cũng đành phải chịu mà phỏng vấn với Diane. Cô Patty này là người chịu trách nhiệm chính cho những gì sẽ diễn ra trong buổi ghi hình của Lee. Tuy mọi thứ đã gần như chuẩn bị xong và sẵn sàng để bắt đầu ghi hình, nhưng mà lần ghi hình này có vẻ như sắp có chuyện gì xảy ra. Có một cái điểm đáng chú ý là trường quay này khá lỏng lẻo về an ninh, khi mọi người có thể thoải mái ra vào mà không bị để ý. Ngay cả tay bảo vệ cũng đang bận xem TV nên không quan tâm là có một người lạ mặt vừa vào trường quay, trên tay ôm hai chiếc hộp khá tình nghi. Không hỏi han câu nào, người lạ mặt đó cứ thế mà vào trường quay một cách cực kỳ dễ dàng. Đây là một cái chương trình tài chính chứng khoán, nhưng mà đội ngũ sản xuất lẫn dẫn chương trình lại lèo lái nó theo hướng biểu diễn đánh lạc hướng để khiến người xem bỏ qua những thông tin tiêu cực về cổ phiếu mà mình vừa đầu tư. Ví dụ như tin cổ phiếu liên tục rớt giá trong 3 tháng gần nhất, hoặc là cố tìm cách để nói khiến cho người chơi cổ phiếu khoan bán vội. Các bạn còn nhớ cậu thanh niên vừa ngang nhiên vào trường quay lúc nãy thì giờ anh này đang núp đằng sau bảng điện tử phía sau lưng Lee. Không biết là anh này làm vậy để lấy vài phút lên sóng hay là xin chữ ký của ông Lee. Mọi người trong trường quay thì cứ tưởng là bố này đi giao hàng nhưng mà vào nhầm khu vực nhận hàng. Nhưng mà không, đột nhiên anh này thả xuống hai chiếc hộp, lấy ra khẩu súng để chiếm quyền kiểm soát như là cướp nhà băng. Patty ngay lập tức ngắt sóng trực tiếp tại vì có vũ khí trên trường quay, nhưng mà tên kia uy hiếp Lee, bắt cô bật phát sóng trực tiếp trở lại. Như đã nói ở trên thì do là chương trình cố lèo lái theo kiểu diễn nên là hay có những tiết mục mà không liên quan đến chủ đề tài chính. Khi tiếp tục phát sóng thì ngay cả tay bảo vệ bên ngoài lúc đầu cũng tưởng đây chỉ là màn trình diễn kỳ lạ như thường lệ, nhưng mà khi nghe điện thoại từ team sản xuất thì ông này mới biết đấy là thật nên đã lập tức gọi an ninh cũng như là cảnh sát để ứng cứu. Tình huống trở nên thực sự nguy hiểm khi mà tên kia bắt Lee chọn một trong hai chiếc hộp để lấy đồ trong đó ra. Xui thay, Lee lại chọn trúng hộp chứa cái áo đã được cài bom sẵn. Nhận thức được cái tính nghiêm trọng của sự việc đang diễn ra trong trường quay, Patty bình tĩnh chuyển sang bộ đàm nhân viên để nói với mọi người đang có mặt trực tiếp ở đó rằng hãy bỏ hết việc đang làm mà chạy thẳng ra ngoài. Sau đó cô chuyển sang bộ đàm của Lee để trấn an ông ta, tránh gây kích động đến tên kia. Lúc này ở bên ngoài thì cảnh sát đang trên đường tới hỗ trợ kiểm soát tên điên. Các kênh tin tức khác thì đã đưa tin về sự việc nghiêm trọng này. Khi đã thực sự kiểm soát được trường quay thì tên điên kia bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Hắn muốn chiếm sóng để cảnh tỉnh người chơi chứng khoán, bảo họ rằng đầu tư theo lời khuyên của mấy người này thì chỉ có nước bán nhà. Hắn đem theo đó hai chiếc hộp là hai món đồ dành cho hai người mà hắn ta đang ghét cay ghét đắng thời điểm này, ông Lee người dẫn chương trình và Walt Camby của công ty Ibis. Để kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến thì Patty đành phải làm theo những gì mà tên điên này nói, như là việc phát sóng lại tập đã khiến cho hắn bỏ tiền ra đầu tư để rồi mất trắng. Cuối cùng thì cảnh sát đã đến, nhưng mà vì có nguy cơ cháy nổ cao nên là trước tiên họ phải phong tỏa phạm vi xung quanh tòa nhà để tránh gây thiệt hại nặng nề hơn. Patty đã tìm được tập phát sóng đó rồi chiếu lên cho hắn và Lee cùng xem. Có thể nói đây là cái tập phát sóng khiến mọi người thành ra như thế. Chắc chắn là hắn ta đã mất một số tiền không nhỏ vì nghe theo những lời ong bướm của Lee, cụ thể là đã mất 60.000 đô cho cổ phiếu này. Riêng Lee thì lại thấy là mất có từng đấy tiền mà lại liều mạng làm thế. Nhưng mà 60.000 đô với một người lao động phổ thông là một con số không hề nhỏ. Và trong lần làm liều này thì hắn ta không chỉ đơn thuần đòi lại 60.000 đô mà hắn ta còn yêu cầu lấy 800 triệu đô. Đây là số tiền của nhà đầu tư mà Ibis đã làm bay hơi chỉ trong một đêm. Cảnh sát gọi vào bên trong trường quay để nói với Patty rằng hãy tìm cách nương theo ý hắn để giữ chân hắn càng lâu càng tốt. Phía cảnh sát bên ngoài đã tìm được thân thế cũng như lý do tại sao hắn xông vào đây. Về phía công ty Ibis thì họ đang cố gắng giao việc giải thích lại cho Diane, còn ông CEO thì đang lặn mất tăm ở đâu không ai biết. Khi mà cảnh sát đã bàn xong chiến thuật tác chiến thì bên trong trường quay cũng đã sắp xếp phóng viên Ron đến công ty Ibis để trao đổi trực tiếp với Diane nhằm giải đáp thắc mắc của tên Kyle. Nhưng mà nó luyên thuyên được một lúc thì Diane cũng không làm tình hình khá khẩm hơn, tại vì cô đang dùng cách nói chuyện của truyền thông để xoa dịu hắn và rõ ràng phương án này hoàn toàn vô dụng. May là bằng tài ăn nói của mình, Lee đã thành công kiềm chế được cơn thịnh nộ của Kyle và xin hắn cho thêm 10 phút để liên lạc với Walt. Cảnh sát lúc này đã cử đội đặc nhiệm vào trong tòa nhà và chuẩn bị sẵn ở vị trí trong tầm ngắm và sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Quá chán với việc làm nạn nhân thì Patty đã nghĩ ra kế hoạch để lật ngược thế cờ. Cô cho hiển thị tình hình biểu đồ chứng khoán của người chơi từ cổ phiếu của công ty Ibis. Dựa trên lượng người xem cực khủng thì Lee cùng với Patty đã tận dụng cơ hội này để kêu gọi mọi người hãy bỏ tiền để all in vào cổ phiếu của Ibis, tại vì đây là cách duy nhất để có thể cứu mạng được Lee. Và lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dẫn dắt chương trình này, Lee thực sự phân tích tình hình tài chính chứng khoán, cụ thể là việc tăng giả mã cổ phiếu dựa trên thuật toán từ người mua dồn dập. Tiếc thay là dù Lee có thành khẩn cầu xin mọi người thành tâm đến mấy thì giá cổ phiếu vẫn bị tụt một cách bất ngờ, nhưng chứng tỏ những điều làm Kyle liên tiếp lên là hoàn toàn đúng. Thuật toán đã chơi người chơi chứng khoán. May cho cảnh sát là lúc này họ đã tìm được bạn gái mang thai của Kyle. Lee tận dụng quân bài này để kéo dài thời gian với Kyle và đương nhiên ông này làm điều này rất khéo. Và rồi cảnh sát đã dàn xếp để bạn gái của hắn có thể gọi video vào trường quay. Chưa nói được thêm lời nào thì Kyle đã bị cô bạn gái mang thai mắng té tát vào mặt, xịt keo luôn, không nói thêm được lời nào. Giờ thì Lee lại phải là người trấn an hắn, tại vì vừa bị bạn gái mắng đến sang chấn tâm lý. Giờ thì chuyển sang phía Diane, cô đang ra sức tìm hiểu về nguyên do tại sao thuật toán lại gặp trục trặc khiến cho hệ thống gặp sự cố nghiêm trọng đến vậy. Phía bên người thiết kế thì giải thích rằng đây không hề là lỗi thuật toán khiến công ty mất 800 triệu trong buổi trưa, mà rất có thể do ai đó đã nhúng tay vào để làm điều này. Cuối cùng thì vị CEO cũng đã chịu ra mặt và đương nhiên hắn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Diane thấy được cái sự kỳ lạ từ phía tên CEO nên đã lén xem trộm hộ chiếu của hắn để xem là bố này vừa đi đâu về, thì phát hiện ra là hắn vừa đi châu Phi. Trở lại với trường quay với bầu không khí cực kỳ nghẹt thở thì Kyle liên tục trách móc bản thân sau khi nghe những lời góp ý tận đáy lòng của bạn gái. Khu vực trường quay giờ đây đã bị cảnh sát bao vây và chuẩn bị ập vào trấn áp Kyle. Trên đường chạy về thành phố thì Diane đã cung cấp tin về Walsh cho Patty để cô xử lý. Patty liên hệ với hacker để nhờ họ giúp lên kế hoạch hạ màn. Người của trường quay đã được di tản ra bên ngoài khu vực có cảnh sát, cho hay về Patty rằng cảnh sát sẽ định bắn xuyên người Lee nhằm vô hiệu hóa quả bom. Tay bắn tỉa chưa kịp bóp cò thì đã bị Lee phát giác nên đã kịp né, và giờ đây Lee phải hợp tác với Kyle để cùng hắn ta đến gặp Walt rồi đối chất về số tiền tự nhiên biến mất kia. Một phần vì chính Lee cũng là người bị gạt trở thành người đi lừa mọi người, và hành trình hai người đến với Walt sẽ được trực tiếp phát sóng. Từ vị trí người đi đe dọa thì giờ Kyle trở thành người che chắn cho Lee trước vô số cảnh sát đang chờ thời cơ. Thời khắc độc quyền này được vô cùng chờ đón cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Diane và Patty đang lên kế hoạch cho cuộc đối chất lần này. Lee không lường trước rằng khi cả hai ra đường thì người dân New York lại phản ứng rất tiêu cực với những gì đang diễn ra, chửi có, mỉa mai có. Nhưng mà sau đó thì Kyle phơi bày sự thật rằng cái áo vest gắn đầy chất nổ của Lee thực ra là chả có chất nổ nào cả. Kyle chỉ muốn có được sự chú ý để lấy lại một chút tiền. Trên đường đến chỗ hẹn gặp thì Diane trao đổi với Patty về việc thuật toán rất có vấn đề của công ty. Cơ bản là con số 800 triệu đô được rút ra để rót vào túi của một người thợ mỏ ở châu Phi. Trong lúc diễu hành trên phố thì Kyle gần như không chịu nổi khi mà có phóng viên Ron tiếp cận để đưa tai nghe cho Lee. Hắn đã không kìm được mà bóp cò với Ron khiến anh lập tức bị thương. Nhưng mà không trì trệ quá lâu, cả hai tiếp tục diễu hành để đi đến điểm hẹn. Điểm hẹn là hội trường liên bang và cả hai đã tới gần chỗ đó. Tên Walsh đã thấy được tin tức nên nhanh chóng tẩu thoát, nhưng mà không may cả hai đã đến nơi và nhanh chóng chặn đầu hắn kịp lúc. Về phía Patty thì tay hacker đã tìm được rất nhiều bằng chứng để chống lại tên Walsh, video, hình ảnh và các tệp tin có liên quan. Cuộc đối chất đã diễn ra, Walsh bị xịt keo trước những bằng chứng về Nam Phi và các mỏ đang bị đình công. Walsh tất nhiên là cố gắng phủ nhận mọi cáo buộc này và Patty đã tìm ra được át chủ bài nhằm chốt hạ màn kịch nhảm nhí này bằng thước phim CCTV ghi lại cảnh Walsh đang cãi nhau với thợ mỏ Mambo. Walsh bị đối lý nên là cãi cùn với Kyle, nhưng mà Kyle trong lúc này đã khôn ngoan dùng chiếc áo có chất nổ để ép Walsh thừa nhận hành vi sai trái của mình là thao túng thị trường chứng khoán. Và khi Kyle đã nhận được sự thú tội thì cùng lúc đó cảnh sát đã nổ súng và anh ta có một kết cục đau lòng. Walsh thì vẫn hất mặt lên trời vì mọi người không thể làm gì được hắn. Bẵng đi một thời gian thì danh tính của Kyle đã được tiết lộ. Cuối cùng thì kẻ đe dọa đã hóa thành nạn nhân, còn ông CEO thì chuẩn bị hầu tòa vì những cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Cùng với đó là toàn bộ Ibis bị điều tra để xác minh. Một cái kết hoàn mỹ cho kẻ dám đùa với tiền ở Wall Street. Bạn suy nghĩ sao về bộ phim tài chính đầy kịch tính này? Bạn có thấy Kyle đáng thương vì hoàn cảnh thúc ép hay là đáng trách vì thiếu hiểu biết mà tham gia trò chơi chứng khoán rồi dẫn đến hệ quả xấu? Thì hãy để lại ý kiến trong phần comment. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.